Theo thông tin từ phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, đoàn học sinh thành phố Lào Cai tham dự kỳ thi Olympic quốc tế Toán, Khoa học và Tiếng Anh ASMO 2022 đã xuất sắc giành 16 huy chương các loại. Kỳ thi quốc tế ASMO 2022 có 11 nước tham gia, trong đó Việt Nam có 42 tỉnh thành phố tham gia, trải qua hai vòng thi địa phương và quốc gia, 16 học sinh thành phố Lào Cai đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết quốc tế. Kết quả 16 trên 16 học sinh đều đoạt giải, trong đó hai huy chương vàng, 3 huy chương bạc, một huy chương đồng và 10 giải thưởng chuyển vọng. Theo kế hoạch, các học sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng sẽ được vinh danh và trao huy chương vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 tại trường tiểu học Isaac Newton Hà Nội.